Xin chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại bến xe Lâm Đồng. Thì hôm nay mình với bạn Thiên cùng đi lắp một bộ dàn xem phim cho khách. Thì bộ dàn mình đã chuyển đến tận nhà khách rồi. Bây giờ team mình chỉ lên lắp thôi. Giờ cái hành trình của mình thì cũng từ trưa, từ khoảng 11 giờ trưa. Hiện giờ này tới đây là cũng đã khoảng 6 giờ rưỡi tối rồi. Mình tranh thủ lắp cho khách để có kịp bộ dàn chơi cuối tuần ha. Các bạn cùng theo mình ha. Ok, hiện tại mình cũng đã tới được nhà khách rồi. Thì bây giờ mình cùng bắt đầu tiến hành là lắp thiết bị ha các bạn. Cùng để theo dõi nha các bạn. Atmos. Loa này giá rất là tốt, nhưng mà các bạn thấy nhìn cái độ hoàn thiện của nó. Đó, để mình quay mặt xa cho mọi người thấy. Đó, ok mọi người. Thì để mình giới thiệu các bạn thêm một xíu nữa về con cái Loa Atmos này ha. Này nó sẽ có được hai củ loa trip. Sở dĩ nó có hai củ loa trip này thì nó sẽ được cái góc phủ âm nó rất là rộng. Nếu các bạn bố trí một cặp loa thôi cũng đủ cho một căn phòng của mình có được cái hiệu ứng Atmos nó phủ nhiều hàng ghế luôn. Okay. Hiện tại mình đang lắp cái chân cao su cho loa. Thì cái việc này á, các bạn lưu ý nha, đừng quên gắn những cái loa chân cao su này, bởi vì á, các bạn sẽ có khi thao tác á, dời cái loa đi hay là vô tình mình đụng chạm loa á, nó rất là dễ chày mấy cái mặt bàn, mặt kệ của các bạn nha. Các bạn lưu ý những cái chi tiết này nè, khi mà mình lắp á, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Giữa tủ. Nè, cánh cái line nè. Cánh cái line nè. Thở cái gì? Thở bên nào? Không, phải làm gió chỉnh chu em. Đâu, bị... đẩy lên sao? Đẩy lên nó bị vướng hay sao? Vướng xương. Sao nãy lúc mà mở ra, lúc mà gắn vô em không thấy vướng? Nếu vậy là không phải, coi chừng là mấy cái ốc khi mà siết á là nó vướng ngay cái con ốc, em nới con ốc ra đó, em bị vừa nó nhô lên chỗ này em mở con ốc ngay chỗ đó. Rồi đẩy nó lên được không? Các bạn nhé, thì tối hôm qua á, thì bên mình cũng đã lắp tất cả thiết bị lên rồi. Tuy nhiên là do cũng khá là trễ, 9-10 giờ rồi nên cái phần test âm thanh á, bên mình cũng chưa hoàn thiện. Bây giờ mình quay lại để trong sáng hôm nay mình sẽ tiến hành là tune âm nè, và test cho khách coi cũng như là hướng dẫn khách sử dụng nha. Các bạn cùng theo dõi nha. Thì các bạn cũng có thể thấy đó, căn phòng này á, thì với diện tích nó khoảng là vào tầm 20 m2. Đó thì với cái nội thất trang trí dạng này á, thì mình cũng đã tư vấn cho khách rồi. Và hiện tại cái tiếng của cái phòng này nó rất là vang. Các bạn có thể nghe thấy mình nói chuyện á, tiếng nó vọng lại rất là nhiều. Đó, thành ra là mình có tư vấn khách là sau khi thiết bị đã có rồi, chúng ta lên âm thanh rồi, sau này sẽ còn có thêm là ghế sofa nè, rồi bàn, rồi đó thì mình có thể là sẽ tiêu âm nữa bằng cách là sàn chúng ta có thể trải thêm thảm nè, hoặc là những cái vách này á nó bị vang á, các bạn có thể nhìn thấy đây, những cái vách này
đó, nó có thể là rất là bị vang. Cái vật liệu ở đây đó, nó đều là phẳng hết, thành ra là nó rất là dễ bị vang. Mình đã có tư vấn khách là có thể treo thêm các bức tranh tiêu âm nè, hoặc là những cái bô ly mình cắt theo khổ làm sao để trang trí vừa thẩm mỹ vừa có thể tiêu âm tốt cho căn phòng đó. Thì phía sau này nữa nè các bạn, đó cái khung này nè, chúng ta có thể treo một bức tranh gia đình của khách chẳng hạn đó. Thì với cái loại tranh mà tranh tiêu âm á, nó sẽ triệt đi bớt rất là nhiều cái hiệu quả về mặt âm học. Rồi thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái hệ thống thiết bị mà mình đã bố trí nha. Cái phòng này mình bố trí hệ thống là 5.1.2 với cặp loa phong á, mình sử dụng là loa Mission LX4. Đây các bạn có thể thấy cái dòng loa Mission LX4 này, cái đặc điểm của nó là cái củ loa của mid của nó nằm ở phía trên so với củ loa trép nha các bạn. Đây là thùng loa màu gỗ. Rồi tiếp theo sẽ là chiếc loa Mission LC1. Đây chiếc loa center mình sử dụng. Rồi và phía bên phải là mình đang bố trí cũng là loa của Mission, là loa subwoofer QX12 các bạn. Cái loa này công suất nó rất là khỏe đó, và cái họng phát hơi của nó thì nó sẽ nằm phía trước. Rồi âm ly mình sử dụng là loại Denon X2007 nha các bạn. Rồi ở phía sau mình sử dụng bố trí là hai cặp loa surround, cặp loa surround của Mission, mã của loa này là LX3D ha các bạn. Rồi ở phía trên á thì mình đang sử dụng hai loa Atmos đến từ thương hiệu của Magnat, có mã là IC62. Đó, cặp loa này rất là rẻ nhưng mà cái nó có tới hai củ trép và cái góc phủ nè, rồi cái công suất cũng như là hiệu quả của nó rất là cao. Vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn về không gian phòng nè, cũng như là thiết bị rồi. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng lắng nghe những cái đoạn test mà bên mình quay nhanh. Đương nhiên thì mình quay bằng qua cái micro này thì nó cũng không có thực sự là chính xác. Nếu mà các bạn có dịp hãy ghé showroom Thiên Vũ để nghe trực tiếp, cũng như là bên mình sẽ có sự tư vấn nó chính xác cụ thể cho cái nhu cầu của bạn. Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành, đời mong manh quá, kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh. Đường xưa quen lối, rồi thì mình cũng đã mở một đoạn nhạc cũng như là một đoạn phim để các bạn có thể nghe được chất âm của bộ dàn này. Thì các bạn cảm nhận như thế nào hãy để lại bình luận phía dưới nha. Và đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh của Thiên Vũ. Trong những video tiếp theo thì mình cũng sẽ review thêm những cái bộ dàn xem phim
hay là bộ dàn karaoke all in one. Và mình sẽ có những cái video về các công trình mà mình theo từ cái bước ban đầu đi dây phòng nó còn chưa có gì cho tới cái bước hoàn thiện luôn, thì các bạn nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.